Quý vị, từ hôm qua đến nay thì dư luận xôn xao trước vụ công ty bất động sản ở Bình Dương vào Bình Phước dựng rạp rồi diễn cảnh đặt cọc mua đất nền như mua rau ngoài chợ, tạo tâm lý sốt đất ảo. Ngành chức năng cho biết đang họp khẩn để xử lý nghiêm công ty bất động sản này. Theo đó, vào ngày hôm qua 21 tháng 2, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh lãnh đạo và nhân viên của một công ty bất động sản liên tục chạy chốt giá đất nền tạo nên một cơn sốt đất. Clip dài khoảng 4 phút ghi lại ở một bãi đất trống, bên cạnh con đường thì có rất nhiều xe ô tô đỗ hàng dài. Một số nhân viên của công ty bất động sản mặc vest, cầm cặp da và sổ đỏ chạy đi chạy lại thông báo chốt cọc với một MC. Nhân viên công ty bất động sản liên tục từ khu lều bạt chạy đến chỗ MC thông báo các lô đất đã có khách đặt cọc. Các chuyên gia bất động sản cho rằng đây chỉ là chiêu trò gian dựng làm thị trường ảo. Được biết, khu đất trên thuộc tổ 5, ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Chính quyền khẳng định khu đất nơi quay clip có diện tích khoảng 1 hectare là đất nông nghiệp được công ty bất động sản mua lại và tự phân ra từng lô nhỏ để bán, không thuộc dự án bất động sản nào được phép giao dịch. Hiện lực lượng chức năng xã Lộc Khánh đã mời một số người liên quan về làm việc và lập biên bản về hành vi tập trung đông người không xin phép. Còn đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Ninh cho biết huyện đã yêu cầu các đơn vị địa phương liên quan vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm theo đúng quy định.